Sau nhiều ngày nắng nóng kỷ lục, nhiều người dân Hà Nội đã mong chờ một cơn mưa giải nhiệt. Thì nay, cơn mưa giải nhiệt đã xuất hiện, xua đi cái nóng của Hà Nội. Nhưng người dân phải đối mặt với một nỗi khổ khác. Khoảng 12 giờ trưa 12 tháng 6 năm 2023, cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, rồi nhanh chóng bao trùm các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân. Mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm trong biển nước. Chiều 12 tháng 6, tình trạng ngập nước đã xuất hiện tại các tuyến đường như Bùi Xuân Trạch, Nguyễn Tuân, Mễ Trì Thượng, Nguyễn Trãi, đều là những tuyến giao thông trọng điểm ở Hà Nội. Nước ngập ngang bánh xe máy khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều người phải dắt bộ vì xe chết máy, nhiều nơi phải cấm cả biển báo. Một số đoạn ngập sâu từ 20 đến 30cm, tức là có thể ngập đến đầu gối. Còn đây là cách nhiều người dân phải di chuyển trong tình trạng ngập nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 12 và 13 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có nắng nóng vào ban ngày. Đến chiều và tối sẽ có mưa rào và dông. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cũng trong tình hình thời tiết này, nhiều người dân đã bắt đầu gia cố nhà cửa, chuẩn bị cho những đợt mưa lớn tiếp theo.